từng mảnh ghép giờ đây đã vỡ vụn như con tim đặt vào kiếng. Từ nay không còn được ngủ yên, chậm lại một chút để quen dần không có ai ở bên. Tự hỏi nên đi lối nào ở ngã ba nơi, hy vọng còn như đâu đó. Một lần nữa cố gắng để rồi phải quay bước đi. Đừng lặng im nữa, phía trước vẫn còn đoạn đường phải đi. Để là chính mình sau những tổn thương vấp ngã sẽ lại đứng lên. Tận cùng niềm tin là thế, một lời xin lỗi tháng ngày tuổi xuân đã trao. Chắc có lẽ để cho thời gian trả lời, chắc có lẽ để cho thời gian trả lời. Phải chi ta sẽ trở lại nơi